Ây, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt của trang vùng Helen của Tích Biển Xanh. Đồng thời mình sẽ chia sẻ cho người về giá con huy để cho mọi người có thể sở trong vùng này. Xem để sở trong vùng này thì cần khoảng bao nhiêu con huy để cho mọi người chuẩn bị nha. Và trước khi vào video clip mình có thể bỏ ra 10 giây. Mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận video phía dưới mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem cũng được. Và trước mặt mọi người là trang phục Helen cổ tích biển xanh nha. Thì trang phục Helen cổ tích biển xanh chúng ta sẽ được ra mắt vào sự kiện vòng quay thời không. Thì khi các bạn tham gia sự kiện vòng quay thời không này thì một số bạn sẽ hỏi mình là anh ơi, trang phục Helen thì tầm khoảng bao nhiêu con huy để em có thể chuẩn bị nhé. Thì trang phục này nếu tính ra ấy, thì các bạn để ý mác nó là trang phục mai tít đúng không, nhưng mà nó là chỉ là trang phục gọi là trang phục bậc S cộng hạ thôi, nhưng mà nó sẽ được thay đổi gọi là cái mác một chút. Thì trang phục này các bạn để sở được trang phục này nhé, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tầm khoảng từ 700 con huy. Nếu bạn nào may mắn ấy, thì các bạn sở trong vùng này 700 con huy cho đến tầm khoảng 1k2 đến 1k3 con huy là các bạn thể sở được trong vùng này nhé. Còn bình thường thì mình thấy là các bạn sẽ sở được tầm khoảng dưới 1.000 con huy thôi. Đó, thì sự kiện này sẽ vào sự kiện vòng quay thời không. Đó, thì như các bạn là một số bạn có cái vé vòng quay thời không rồi ấy, thì các bạn sẽ săn trang phục này có thể là tầm 400-500 con huy cũng có. Tại vì một số bạn sẽ sưu tầm như vé quay thời không, bạn như kiểu vé quay kho báu hồi xưa đấy, bạn cứ tích lũy xong các bạn để đấy. Thế nên là các bạn săn, nhiều khi các bạn săn trang phục này các bạn cứ đợi, ví dụ như các bạn đi, các bạn làm nhiệm vụ này, hay các bạn tham gia những cái sự kiện này, hay là các bạn mở số sức mạnh này, thì các bạn hay được vé quay thời không đúng không? Thì các bạn cứ tích lũy cho mình tầm khoảng một thời gian lại, các bạn tích lũy tầm khoảng mấy chục vé như nào đó, sau các bạn vào các bạn quay trong vòng này thì nhiều bạn còn quay được miễn phí cơ. Thế nên là mình thấy là nếu một bạn nào mà quay trực tiếp nhé, bạn nào mà quay kiểu dạng trực tiếp ấy, thì các bạn sẽ sở trong vòng này tầm khoảng dưới 1.000 con huy, tầm khoảng 800-900 con huy. Còn nếu bạn nào mà số nhọn một chút ấy, kiểu nhân phẩm kém một chút ấy, thì các bạn sở trong vùng này tầm khoảng 1.200 con huy là các bạn đã sở trong vùng rồi nhé. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nào con huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Thì khi các bạn nào con huy trên kênh mình ấy, thì mình đảm bảo các bạn để con huy sạch do Gana cung cấp 100%, còn bạn uy tín các bạn phải bàn nhé. Vừa rồi thì mình lại có một người kiểu đăng nhập một tài khoản ấy, thì các bạn để ý là cái hình ảnh mà khi mà các bạn loát trận thì mình thấy là trang phục Helen này rất là đẹp, cổ tích biển sâu này rất là đẹp luôn. Thì nhìn sơ sơ qua về ngoại hình của trang phục này thì các bạn sẽ để ý là Helen chúng ta kiểu đã đọc truyện cổ tích anh em, có một cái cuốn sổ kiểu dạng như đọc truyện cổ tích cho mọi người. Và các bạn sẽ thấy là Helen sẽ cưỡi này là cái như kiểu cái ngôi sao hay là một con bạch tuộc biển gì đó. Xong các bạn sẽ thấy là Helen sẽ cầm cuốn sách. Cuốn sách này là sách cổ tích mọi người ạ. Có rất nhiều ngôi sao hiệu linh thường đây. Bây giờ mình sẽ hiệu linh thường các bạn xem nhé. Chiêu mục, chiêu mục các bạn sẽ đáp ra một cuốn sách này. Đây, chiêu mục các bạn sẽ đáp ra một cuốn sách. Đây, một cuốn sách này các bạn sẽ bay tới. Đó, trông kiểu rất là cổ tích và trông rất là đáng yêu luôn. Chị Vân anh em ạ. Nào, choáng phát này, chạy thôi anh em. Thì mình đã chia sẻ các bạn rồi, thì trang phục này nó chỉ tương đương với trang phục S cộng hạn thôi. Thế các bạn sẽ sở tầm khoảng cho mình từ 700-800 con huy. Nếu bạn nào may mắn hơn thì 500 con huy cũng có, nhưng mình thấy là tầm khoảng 700 con huy là hợp lý. Tầm khoảng 700 con huy cho đến tầm khoảng 1.000 con huy là mức trung bình. Còn nếu bạn nào mà nhân phẩm kém một chút ấy, thì các bạn sẽ sở trong vùng này tầm khoảng 1k2 đến 1k3 con huy. Thì anh em nào có nhu cầu nào con huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn sẽ liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Thì khi các bạn nào con huy trên kênh mình ấy, thì mình đảm bảo các bạn để con huy sạch được nào cung cấp 100% của mặt uy tín các bạn của bàn này nhé. Đấy, thì các bạn cứ chuẩn bị cho mình tầm khoảng 1.000 con huy đấy. Thì các bạn thể nạp cho mình cái gói 480.000 thì các bạn sẽ nhận được 1.000 con huy. Thì anh em nào 1.020 con huy, thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch để tham gia sự kiện thì các bạn sẽ liên hệ qua số Zalo mình nha. Chơi luôn hay chơi Kali vẫn đi bạn ơi. Trời ơi, lấy bảng số gọc huy vẫn chạy được kìa anh em. Cuộc gặp ngay tên người chị Vân rồi. Và đấy không chấm dứt được anh em. Và đấy mà bắt được mít thì bạn có phải ngon không? Thế mà không bắt được.
Nào khá choáng đây này. Choáng nhẹ đây này. Rồi luôn chơi đi bạn ơi, có hồi máu ở đây, rất nhiều hồi máu tại đây. Như thế là chiến rồi anh em ạ. Như thế là chiến rồi. Đấy, có Helen thì các bạn xem các bạn lo nhỉ. Khi bạn gặp chú cuối các bạn sẽ tạo ra bê sao rất là đẹp luôn. Thì nhất đến đây thì mình sẽ chia sẻ cho người về trang bị bảng ngọc huy hiệu để có thể đánh tốt được tên Helen chúng ta vào phiên bản hiện tại nha. Ôi thanh niên thì không dụ hỗ trợ mình đánh nốt đi thì gần đấy mình đánh thường luôn bao giờ anh em. Rồi để đến 1000 máu để cho mình đánh thường ạ. Chịu thật. Thì ngọc đỏ mới sẽ lên cho mình 10 viên công phép và sẽ phép. Ngọc tím mới sẽ lên cho mình 10 viên máu hồi máu và tốc chạy. Ngọc đồ sẽ lên cho mình 10 viên thời gian hồi chiêu và tốc đánh nha. Đó là bảng ngọc choáng cho mình tới Helen này. Tiếp theo về phù hiệu thì mình sẽ mang phù hiệu ma tính để khi các bạn gặp chiêu cuối thì các bạn sẽ hồi nhanh chiêu 1 chiêu 2 để các bạn thể nào hồi máu và khống chế được tốt hơn. Tiếp theo là về trang bị thì trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên trang bị phụ trợ. Sau đó thì mình sẽ lên giày giảm một chiêu, sau đó thì mình sẽ lên một cái trang bị đó là dây chuyền lục bảo, sau đó là vương miện liên kết. Sau vương miện liên kết thì mình sẽ lên một trang bị đó là huân chương choi. Sau huân choi mình sẽ lên một trang bị đó là sách thánh nha. Thì sách này giúp cho mình tăng được phép và máu. Tiếp theo là cái dây chuyền kia giúp mình có một chút thời gian một chiêu, từ té thôi anh em, một chiêu rồi cũng chạy rồi anh em. Đó thì mình thấy là bảng ngọc này khá ok nhé, chơi luôn đi bạn ơi, chơi luôn để tập luôn ngán cái gì đâu anh em, chơi luôn nào, múa đi khó đo, mình có ở đây mình máu cho nên không sợ, cứ múa thôi anh em, hết máu lại đầy đó, không dám mà đập luôn, đập vào là kiểu khó đo lên nhạc ngay chứ còn gì nữa anh em, từ bình tĩnh thôi anh em, lo chơi đi ngại cái gì, khống chế này. Chơi đi Flo, con mình hồi máu rồi. Vừa bây giờ mình sẽ xuống đi hỗ trợ đồng đội nha. Xuống đi bắt nó anh em. Chơi đi. Thì vừa rồi các bạn nhận được miễn phí trang phục Slim đỏ bảy màu, thế nên nhiều bạn kiểu chơi Slim phết tại vì trang phục Slim rất là đẹp. Thế này sẽ chuẩn bị Slim một cái hát ok, chơi đi múa, múa mượt thật sự đấy anh em. Đấy, cái hồi mình hồi máu xong mình tăng sát thương, giảm miễn thương các thứ thì cứ thế mà múa rồi anh em. Hồi máu, cứ hết đại đài. Đó thì mình nghĩ là một số bạn nữ sẽ rất thích trang phục Helen này, tại vì trang phục Helen này là trang phục kiểu trông rất là dễ thương, một số bạn nữ sẽ kiểu rất là thích. Đấy, thế nên anh em nào muốn bạn nữ nào hay là bạn nam nào muốn nạp quân huy để tham gia phục này thì các bạn thể liên hệ qua Zalo mình 0357188642 nhé, một trang phục khá đẹp của Helen. Vâng này, chơi luôn. Và hỗ trợ anh em ạ, sắp 8 mạng rồi. Chưa luôn, nào, mình hồi máu cho. Kịp anh em ạ. Chạy thôi anh em. Đau thế nhở? Đau quá anh em ạ. Mình một bạn hỗ trợ rồi anh em, thôi hỗ trợ là được anh em. Mình chủ yếu mình đi SP mà, thế nên là không tiếc mạng anh em ạ. Mạnh phết anh em. Bên nhạc đi. Đồng đội mình tuy mình yếu nhưng mà đồng đội mình mạnh anh em ạ. Đấy, lên nhạc. Đó, nó bố rất hay nhé. The enemy Dark Slayer has been summoned. What kind of adventure will we have this time? Thì bạn vừa rồi ăn được cây sa anh em ạ, thế nên là thì bạn đang có cây sa. Tại mấy phút từ 12 thôi thì cây sa mới chưa mạnh lắm. Đưa đưa này. Đuổi theo chứ ngán cái gì đâu anh em. Thì các bạn mang phụ trợ ấy, thì các bạn thể mang phụ trợ mắt hoặc là mang phụ trợ giải ứng cũng được. Đấy, trận này thì mình thấy team bạn có ngộ không thì mình sẽ lên cái phụ trợ mắt nhé. Shoot again.
bây giờ mình sẽ đứng đây hỗ trợ ông đội này. Chơi không nhỉ? À đây. Ôi, chạy đâu bạn ơi, lên đóng cho con. Chạy được anh em. Bất tử anh em ạ. À. Đấy, cứ đồng đội hết máu mình lại bơm máu đầy ngay. Cứ chiêu một. Rút lui. Bây giờ mình sẽ đứng cứ thả chiêu 2 để khống chế đã. Máu này, đấy lại đầy hết máu lại đầy. Chơi sợ gì đâu. Nào muối có to hay quá. Nào tiếp theo, không. Vũ khí. Chơi luôn. À đây chơi luôn đi bạn ơi, bật chút muối ở đây rồi, rồi máu này, chơi luôn. Bắn luôn ngại cái gì nữa. Bắn một số nha. Té thôi nha. Mất để chạy. Đang cũng chạy nha. Máu ngay. Muối có to. Khả năng bây giờ mình sẽ huy luôn nhé, huy luôn đấy chỗ này, huy luôn, sợ thì bạn lết cũng mạnh lắm, không, vân lết cũng mạnh lắm. Đi nan. Lên bảng số nha. Huy rồi nha. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và các bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.